Today Show với Hồng Sâm. Chào đón quý vị đến với chương trình Nha Today Show với Hồng Sâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Sâm đang có mặt tại Empress New York. Ngày hôm nay Hồng Sâm làm cái tiệm này có tên là Expo Nail One. Chủ này có nhiều tiệm nhưng mà cái này là Expo Nail One. Tiệm này khoảng 970 square feet. Hồi xưa thì cái tiệm này là một cái tông neutral thôi. Và cái tiệm khá lâu rồi cho nên chưa có làm gì lại. Bởi vì nó rất là nhiều đồ. Tường đồ treo, nước sơn thì treo khắp nơi. Và cái màu sơn thì cũng cũ, nó màu neutral thôi. Cái ghế, cái màu ghế cũng là một cái model rất là cũ. Cho nên khi mà vào đây thì Hồng Sâm thấy cái video thì thấy là rất là nhiều thứ cần phải dọn, vứt đi. Thì cái đặc biệt là cái màu sơn, mình phải đổi màu sơn. Thì cô chủ này thích màu trắng đen trong cái tiệm này và muốn cái tiệm này nhìn sạch, clean và càng ít càng tốt. Thì thông thường là khi mình có cái tiệm mà nhiều quá thì mình sẽ muốn cái gì đó là đơn giản hơn, ít hơn. Thì Hồng Sâm đã làm cái tiệm này và đổi hết màu sơn, cho thay trần và cho thay thềm cái gạch đó để làm cho theo tông trắng đen. Thì trong cái tiệm ngày hôm nay thì Hồng Sâm đã làm xong rồi. Mình dùng cái package 8 ghế, 8 bàn của công ty Lexo và hôm nay dùng cái ghế màu đen. Hồi trước giờ chắc quý vị chưa thấy Hồng Sâm làm ghế cái package màu đen, Elite màu đen. Thì ngày hôm nay quý vị có cơ hội xem cái ghế Elite màu đen và bàn thì màu trắng. Thì đây rất là modern, cái kiểu này nhìn rất là modern. Thì bây giờ Hồng Sâm sẽ cho quý vị thấy là mình bước vô thì cũng có một cái countertop. Cái chỗ receptionist này, đây là cái loại mới của công ty Luxo. Cũng màu trắng, có cái silver hai bên và có cả cái hộp diamond phía trước. Cái này là bằng da, linen ultra leather luôn. Bằng da, nhìn sang trọng. Và ở trên này thì bằng đá, cái mặt marble. Rồi, bên tay trái này cũng vậy thế. Mình Hồng Sâm sẽ để là, đây là cái bàn hơ tay. Rồi đằng trước thì để 5 cái ghế đợi đó cũng màu trắng thôi. Rồi ở phía dưới cái chân nó làm silver thì nó đi chung với cái tông đó. Rồi bên đây thì kệ nước sơn. Mình để một bên đó cho nó khỏi choáng cái đường đi. Và nó vẫn xoay được cái kệ nước sơn rất là đẹp. Tại chưa cắm điện vô, cắm điện thì tất cả cái này đều là bật đèn lên hết. Và nó xoay bốn hướng. Ở phía dưới cũng là cái kệ, cái tủ này để mà đựng đồ supply. Ok. Rồi bên đây thì ông Thâm để cái, bên này có cái bar. Cái này là cái bar để lại để mà mình cho khách ngồi đợi hoặc là ngồi uống rượu hay là có thể trong túc ngồi chơi thì kiểu wifi mình có thể đồ trên đây mình để trên cái bar này thì họ ngồi đây. Thì tất cả những cái đồ mình xài thì mình xài những cái đồ nhỏ gọn thôi, nhìn cho nó gọn gàng. Rồi tiếp tục xuống dưới đây là, đây là cái package của công ty Luxo, 8 ghế 8 bàn Elite. Này là cái này là màu đen. Thì cái da màu đen này cũng thường thường á, người ta sợ là màu xám thì sẽ là dơ. Nhưng mà đôi khi màu đen nhìn vậy, nhưng mà nếu mà cái loại da mà không kháng acetone mà quý vị xài màu đen nó bị trầy đi ấy, thì cũng có thể làm nhìn nó loang, như là loang lộ không đẹp. Nhưng cái loại da này là loại da kháng acetone, mình chùi mình không có bị hư và nó rất là êm, cho nên cái màu đen này rất là đẹp. Mà nó là một cái loại pearl, có nghĩa là cái da, cái ghế này nó cái độ bóng, nó có cái ánh bóng mặc dù màu đen, chứ không phải là cái loại màu da đen mà chì xuống nhìn không có đẹp. Cái loại da này giống như người ta may bóp vậy đó. Đây là da của Nhật, rất là đẹp. Và hôm nay thì Hồng Sâm vẫn, tại vì cái màu đen Hồng Sâm để cho nó multicolor. Cái bồn muốn đổi màu nào thì đổi, nhìn cho nó exciting, giống như là mình đi vô club party chút xíu. Nhìn cái bồn màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu cam, mỗi thứ một màu, rất là đẹp. Rồi cái pedicard, cứ cắt hai cái ghế để một cái pedicard. Thì cái pedicard đó nó cũng màu trắng luôn. Cái loại này nhìn nó đi với cái ghế thì nhìn rất là sang. Rồi không biết là quý vị đã có biết rành về cái ghế của công ty Luxo hay không. Nhưng mà cho hiện nay thì luật có rất là nhiều tiểu bang bắt mình phải có cái hệ thống hút để làm chân. Thì cái ghế của công ty Luxo nó có đã design thiết kế sẵn cho mình cái đồ. Đây là cái đồ nâng chân nè. Ở bên hông có cái ventilation để sẵn cái ống rồi, nó hút vào đây được rồi. Thì nếu mà chỗ nào họ cần thì cái này đã có, và có cái ống dưới sẵn, mình chỉ gắn vào cái ống máy mình hút đi thôi.
thì mình không phải lo là phải hạ cái ống xuống dưới cái chỗ lầm chân. Cho nên nhiều người phải thòng cái ống trên trần, thòng xuống cái chỗ lầm chân này rồi để mà hút hơi ra. Thì bây giờ không phải lo là tại vì cái này đã có cái lỗ hút vô rồi, mình chỉ nên thòng vào trong cái ghế cái ống đi ra. Và từ cái ống đó mình có thể là mình chỉ gắn ở phía sau đó, mình làm cái ống hút phía sau thôi và hút vào đó đi ra thôi, chứ không cần là phải chạy ra đây để thòng ống hút cho hút cái chân nữa, tại vì nó đã có cái đó rồi. Cho nên ghế Lacson đã thiết kế theo những cái gì mà luật lệ đòi hỏi để cho quý vị khỏi phải lo về cái vụ mà chạy ống chạy này chạy kia. Thì cái ghế chân cũng có cái ống cái chỗ hút luôn, và bàn neo cũng có sẵn luôn, đặc biệt là cái bàn neo. Ví dụ như bên đây quý vị thấy cái bộ bàn neo này, 8 cái bàn này thì Hồng Sâm sắp theo kiểu này. Thì đang nói tới bàn neo thì bàn neo cũng có những cái lỗ, họ khoan sẵn những cái lỗ hết trong cái bàn cho mình, để mà khi mà mình muốn hút vô thì nó đã có cái đồ ống này truyền vào ống kia để tiếp tục nối bàn với nhau và vào tường để hút ra. Và trên bàn có cái này thì mình chỉ cần mình muốn xài máy hút mà hút ra thì mình dỡ này lên, nếu mình không muốn xài thì mình đẩy này lại thì nó vẫn bằng phẳng. Thì đây là cái bộ 8 cái ghế, cái bàn màu trắng có ghế khách ghế thợ. Thì cách của cái phối ngày hôm nay thì mình dùng khách cái ghế mà khách ngồi thì màu trắng, nhưng mà cái ghế thợ ngồi thì mình dùng màu đen. Mình có thể chọn, đối với Lacson thì quý vị có thể chọn mix match những cái màu đều đi với nhau được. Và cái ghế này là linen ultra leather luôn, cho nên rất là bền và êm, mình không có sợ nó bị hư. Đó, thì tiếp tục là cái cách của Hồng Sâm bỏ bàn thì bỏ hai cái đó và bỏ như thế này và bỏ hai cái bàn dưới kia để cho cái không gian nó rộng ra một chút xíu, tại vì cái tiệm cũ thì họ để ngang vậy hết, cái nào cũng ngang thì mỗi lần mà đứng lên thở, đứng lên khách, đứng lên đụng cái lưng với nhau thì nó rất là phiền. Làm như vậy thì mình có chỗ đường sau để được đồ luôn. Bởi vì vậy cho nên Hồng Sâm xếp cái cách này nhìn do cái tiệm nó thoáng hơn, mà không giống như mình sắp bàn mà vừa đi vừa phải chen nhau. Cái gạch này thì là Hồng Sâm cũng chọn cái gạch mà màu vừa màu trắng mà có phối màu xám trong đó một chút xíu. Tại thay vì cô chủ cô muốn có đen, nhưng mà Hồng Sâm thấy đen quá nhiều cho nên mình muốn làm xám lợt lợt và màu xanh đen và trắng, thì để làm cho cái gạch nó đi chung với không gian. Cái trần cũng vậy, mình đã cho thay vì mình thay bằng cái miếng bình thường, cái này nó cũng mắc hơn một tí thôi, nhưng mà nó có một chút xíu design ở trên cái miếng của nó. Thì khi mà có cái design như vậy thì nhìn cái tiệm của mình nó sang hơn, nó có cái raise up a little bit, thì Hồng Sâm cho đổi cái đó. Tuy nhiên nếu mà có những cái tiệm á, mình nên dùng những cái ceiling tile mà nó có thiết kế design. Hồng Sâm chưa có thấy chủ nào chịu làm hết, nhưng mà sẽ có một ngày sẽ có người làm, nhìn rất là sang, nhìn giống như là Caesar Palace mà nó thay những cái đó, hơi mắc tiền một tí xíu, cho nên Hồng Sâm làm theo cái túi tiền của quý vị. Thì đây là hôm nay mình thay cái ceiling rồi, thay đèn. Thì hồi nãy cái video mà quý vị thấy á, là cái đèn hôm bữa là đèn thòng từ trên trần thòng xuống cái khe đây kia, mà cái trần này thì hơi thấp, cho nên vì nó thấp mình để cái đèn xuống nữa thì nhìn nó vướng cái mắt của khách hàng và nhìn tìm nó chật, cho nên đã đem làm hết những cái đèn ở trên trần luôn, và chỗ này để trống thì nhìn nó rộng rãi hơn. Rồi phía sau lưng pedicure, cái ghế pedicure thì Hồng Sâm cũng làm cái 4 cái đèn đứng lên như vậy. Thì mỗi cái đèn, cái cột đèn nó đó, nó rất là rẻ tiền, mà mình để lên như vậy mình tạo cái có một cái gì đó nó in, nó artistic, nhưng mà nó không có bị rối lên, nhìn rất đơn giản thôi. Rồi phía dưới Hồng Sâm bỏ những cây bonsai, thì 4 cục đèn nó để 4 cây bonsai, và phía trên Hồng Sâm cũng treo cái bức tranh. Thì những cái bức tranh ngày hôm nay mình dùng là toàn là bức tranh giấy, ở trong nó bằng giấy hết mà nó xếp thành 3D rồi lên, rồi cái hộp của nó là bằng cái hộp kiến, cho nên không phải lúc nào mua cũng có. Cái này rất là mắc tiền mà mình mua được ở Hot Homewood, cho nên giá nó rất là ok, rất là rẻ. Thì những cái hộp này tạo cho một cái giống như là có thêm một cái design, nhưng mà nó không có rối lên. Bên đây cũng vậy, Hồng Sâm cũng dùng sau lưng những cái bàn neo thì Hồng Sâm cũng dùng những cái thiết kế bằng giấy luôn. Đó, quý vị thấy là nguyên cái tông ở đây là tranh là bằng giấy ở phía trong hết, ở ngoài là cái hộp. Thì khi mà mua những cái đồ này thì mình tới mình gặp mình mua, chứ không phải là mình plan sẵn. Mình chỉ biết là mình muốn cái gì thì mình đi tìm thôi. Thì đó là cái cách Hồng Sâm làm cho tiệm ngày hôm nay. Thì một lần nữa, nếu quý vị nào có thắc mắc, muốn thiết kế tiệm của mình, muốn làm cái tiệm mình đẹp hơn, thì cứ gọi cho Hồng Sâm, thì Hồng Sâm sẽ cố vấn cho, hoặc là email về hongsam@nowtodayshow.com.
hoặc là gọi vào số 1-866-904-7546 thì sẽ có người giúp cho quý vị qua chương trình Salon Remodeling. Còn về sản phẩm thì quý vị có thể vô website của công ty Lexor, đó là www.lexor.com để quý vị có thể thấy tất cả những sản phẩm. Tuy nhiên, nếu quý vị nào mà muốn gửi hình trực tiếp hay coi video thì lên trên YouTube. Thì chương trình của Hồng Sâm là Nail Today Show with Di Ái Hồng Sâm, thì quý vị sẽ coi tất cả những cái chương trình nail của Hồng Sâm. Còn nếu quý vị nào muốn coi mà chương trình mới nhất thì quý vị phải vô App Store. Trong cái phone của mình á, nó có cái App Store, quý vị download cái app đó xuống và quý vị nói tìm search là AWM TV. Nếu mà quý vị download cái app AWM TV thì tất cả những cái episode nào mới nhất của Hồng Sâm là quý vị được coi trước. Là tại vì những cái gì trên đó chiếu xong rồi thì mới được lên YouTube. Có thể 2-3 tháng sau mới được lên YouTube. Cho nên nếu quý vị muốn coi những chương trình mới và những cái salon Hồng Sâm làm liên tục thì lên download cái app đó. Một lần nữa là cái app là AWM TV. Vô cái App Store trong phone của mình đó, bấm vô đó download thì quý vị coi TV 24/24 miễn phí. Nhưng mà trong đó có chương trình Nail Today Show, quý vị coi những episode rất là mới. Một lần nữa nếu quý vị có thắc mắc thì cứ gọi vào số 1-866-904-7546. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty Lexor về chi phí máy bay, khách sạn. Còn tiền công thì Hồng Sâm hỗ trợ cho quý vị. Quý vị muốn cho bao nhiêu thì cho, tùy lòng hảo tâm để nuôi những trẻ em mồ côi cũng như hỗ trợ cái The Same Foundation của Hồng Sâm. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn tin tưởng đến Hồng Sâm và giao phó nguyên cái tiệm cho Hồng Sâm. Làm thế nào cũng được để cho nó đẹp mà thôi. Thì tuy nhiên Hồng Sâm làm thì lúc nào cũng với tấm lòng và với cái mục đích là càng tiết kiệm tiền càng tốt. Không quản ngại khó khăn, không quản ngại ngày đêm. Có nghĩa là một ngày là quý vị xong, không muốn kéo dài để quý vị có thể mở cửa để làm kiếm tiền thêm. Đó, một lần nữa đây là cái tiệm 970 square feet mà Hồng Sâm vừa làm xong. Quý vị có thắc mắc gì thì gọi cho Hồng Sâm nha, hoặc là vô YouTube để coi chương trình của Hồng Sâm Nail Today Show with Di Ái Hồng Sâm. Còn không nữa download app AWM TV để coi tất cả những chương trình của Hồng Sâm. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào tạm biệt. Quý vị đang theo dõi chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm.